Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đó anh chị coi bông nè, dữ dằn luôn ha. Bông này nó ra hoài quanh năm nha, còn búp nụ rất là nhiều luôn nè anh chị. Đây, đó, về chơi Tết là cũng ok lắm nha. Đó, cái này thì em không ship chậu ha, nữa anh chị về vô chậu chậu đẹp đẹp chơi ha. Cái cây nó sống khỏe thường chậu cũng lâu rồi, cũng gần 2 năm rồi ha anh chị. Đó, về mình vô cái chậu mới chậu đẹp ha, mình trưng Tết nha. Cái này mã số là N1 nha anh chị. N là nguyệt đó, nguyệt quế, mã số N1. Bông rất là thơm luôn. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 46. Đường kính bầu 30. Anh chị coi nè. À, bộ đế nè, nhỏ nhưng mà đế nó rất là đẹp luôn ha. Đó. Rồi, cây mã số N1. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 800.000 nha. Em bao ship tặng nhà, bông rất là đẹp luôn anh chị. Rồi, mã số N2. Cây này thì mới búp nụ, tàn một số mớ rồi nè. Đó, mã số N2. Ủa, cây nụ cũng rất là to ha. Quanh 21. Quanh 21. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 30. Cũng khá đẹp luôn. Rồi, cây này cũng 800.000 anh chị ơi. Mã số N2. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số N3. Cây này là bao đẹp luôn anh chị ơi. Đó. Nè. Quá trời cụ đế luôn. Cây này cụ đế dữ nha anh chị. Đó rồi đậu hoành đi. Nè búp bông cũng rất là nhiều ha. Chơi Tết ok nha anh chị. Quanh 21 rồi. Quanh 21 thôi. Chiều cao 69. Chiều cao 69. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Mã số là N3. N3. Rồi cây này 1,2 triệu nha, em bao ship nha. Cái này không bao chậu nha anh chị, cây sống khỏe thường chậu rồi. N4. Ồn ồn, tàn cũng rất là đẹp nha anh chị. Bông quá trời bông nè, búp cũng rất là nhiều đây nè. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30, mã số là N4. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 thôi, bao ship luôn. 750.000 thôi nha anh chị. Ồ cây nữa đẹp nữa anh chị ơi. Mấy cây này về trưng Tết là bao phê luôn anh chị ơi, mã số N5. Đây. Ồ hoa rất là nhiều đây luôn ha. Quanh 22. Quanh 22. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Cây này đẹp nha anh chị. Hoa tàn dày nữa. Mã số là N5. Rồi cây này giao lưu anh chị mình là 900.000 thôi, bao ship tặng nơi cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo N6. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 59. Chiều cao 59. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30, mã số là N6. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000, bao ship. N7. Nguyệt quế đó sắn bông chùm nha anh chị. Nè, mấy cây này cũ đế dữ lắm nha anh chị. Nè, quá trời cái cũ luôn. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 64. Chiều cao 61. Đường kính bầu 30. Rồi cũng 750.000 luôn chưa, bao ship tặng nơi luôn. N8. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 54. Chiều cao 54. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30, mã số N8. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 750 nha. Đó, tàn đế đẹp lắm nè. Đó, thân hơi nhỏ chút xíu mà bông quá bông rất là thơm ha. N8. Rồi tiếp theo N9. Quanh 20. Chiều cao 61. Chiều cao 61. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Rồi cây mã số là N9. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000, em bao ship ha.
cây khá là to và đẹp nha anh chị. Cũng là cây nguyệt quế này, lá sắn bông chùm nha. Đó, quả trời cũ luôn anh chị. Mấy cây này bị để dữ lắm nha. Hoành 62. Đó, hết biết 62 hoành nha anh chị. Nè, tàng có tàng bay hết biết luôn. Tàng bay coi như. Tàng bay thì nó cỡ 1m7 anh chị ơi. Đường kính bầu 73. Đó, xe nha. Cái này đường lộ nên không dám quay vòng ha, để quay ngược lại anh chị coi ha. Đó, bề đế này khỏi chơi rồi. Đó, đế nè. Ồ, bên đây nhìn mới lực dữ nữa nè anh chị. Đó, ha. Đây, em quay kỹ cái tàng bay cho anh chị coi nè. Đó ha. Thôi thôi khỏi quay. 191. Rồi, cái này để hữu nghị 2.900.000 luôn anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Cây to lắm nha anh chị. Tiếp theo, cây nguyệt quế nha anh chị. Đó, rất là to ha. Cây này mới bứng về nha. Số 192. 192. Hoành 47. Cây mới cây bị đế dữ lắm nè. Chiều cao 87. Chiều cao 87. Đường kính bầu 56. Đường kính bầu 56, 192. Ôi, hết biết cái cây này. Cái củ đế, cây nào củ đế dữ dữ không nha anh chị. Rồi, cây này em để rẻ của chú anh chị mình 1.500.000 nha. Bao ship tặng nhà luôn. Nè, hết biết cái củ đế nè. Già dữ lắm, nó già cái cây này ha. 1.500.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn nha. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua nha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô nguyệt quế lá sắn bông chùm. À, cây này sống khỏe thường chậu nha. Do đó cô chú anh chị mình yên tâm ha. Em dằn mấy nước dây rồi, đang hổm mới dằn lại vì nó đang đâm đợt non rất là nhiều ha. Đâm đợt non này là đâm ra bông nha anh chị. Để Tết là có bông nha anh chị. Đó, nguyệt quế này anh chị muốn có bông nhiều á thì anh chị để ngoài nắng nha. Bông rất là nhiều luôn đây. Nó bắt đầu nhú bông ra ha. Đó, cây mã số là 36. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị. Cây sống khỏe thường chậu ha. Về mình vô cái chậu mới mình chơi thôi. Cây sống khỏe hết rồi, anh chị mình yên tâm nha. Hoành 37. Chiều cao 79. Đường kính bầu 46. Đó, tàn rất là đều nha anh chị. Nè, cây to ha, sống khỏe thường chậu. Do đó mình yên tâm. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Em bao ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Em đóng khung đàng hoàng ha, 1.700.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo. Đó, mã số 37. Anh chị thấy ha, cây nào cây nấy anh chị cô đế nè, giữ dần luôn ha. Sống khỏe thường chậu hết rồi, do đó cô chú anh chị mình yên tâm nha, khỏi phải lo. Anh chị nào ở miền Bắc mà trời này đang lạnh cũng yên tâm ha, cây sống khỏe, do đó mình về mình vô chậu mình chơi thôi, không vấn đề gì cả nha. Hoành 37. Chiều cao 87. Đường kính bầu 45. Mã số là 37. Đó, cây cũng rất là đẹp luôn ha, để giá yêu thương cho mình chơi luôn. Rồi, cây này thì em để cho cô chú anh chị mình 1.800.000 nha. Em bao ship tặng nhà luôn nha, 1.800.000. Cái này anh chị chỉ cần vô cái chậu thôi là từ đây tới Tết là có bông đầy luôn nha. Chị nhớ tỉa lại ha. Đang bút bông ra nè, chị coi ha. Rồi, mã số là 37 nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo, cây này khá là cao nha anh chị. Mã số là 38. Cây sống khỏe thường chậu, do đó cô chú anh chị mình khỏi phải lo nha anh chị. Hoành 29. Chiều cao tất tầm khoảng 1m, gần 1m rưỡi đó anh chị ơi. Đo tới cái đọt á là gần 1m rưỡi, cỡ 1m4 đó nha anh chị. 1m3 mấy, gần 1m4 đó. Mã số là 38. Đó, cây cũng khá lắm nha anh chị. Rồi, cây này em để rẻ của chú anh chị là 1.900.000 nha. Bao ship tặng nơi của chú anh chị luôn. Ồ, 1.900.000. Bao ship luôn nha anh chị. Đóng khung đàng hoàng của chú anh chị nha. Rồi, tiếp theo. Hết biết. 39-40. Ồ, cây này có cục bú quá trời quái luôn nè anh chị. Đó. Tàn chi tay đầy đủ hết đây. Mã số 40. Cây anh chị thấy không? Nó bự dữ lắm, nó bự nha. Hoành 34. Chiều cao 92. Đường kính bầu 51. Mã số là 39 phải không? Cây này mã số 39 nha anh chị. Cây này mã số 39 nha. Đó, hết biết cái bề đế nè chị.
Ôi ôi. Rồi, cây này thì giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu 9 thôi. Để rẻ luôn. Bao ship tặng nhà luôn ha, 1 triệu 900 ngàn. Rồi, tiếp theo, cây này cực kỳ đẹp anh chị ơi. Đó. Tàn khủng bố nha. Mã số là 41 nha anh chị. Rất là mịn luôn ha. Hoành 34, chiều cao 1m05. Đường kính bầu 53. Đó, cây rất là đẹp nha anh chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 2 thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. Cái này thì có mặt lũa chỗ này miếng thôi ha, mà nó kéo sẹo trơn anh chị coi nè, chút xíu rồi ha. Nè. 2 triệu 2 bao ship tận nhà, mã số là 41 nha anh chị. Đó, cây khá là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly. Giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn nha chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn thế này 70 ngàn nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được.
Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tiểu dài và té tiểu bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn da băng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đó, đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào à?